Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 4156 về hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà. Theo hướng dẫn trên, COVID-19 có thể lây từ người sang người hoặc từ động vật sang người qua tiếp xúc. Trong đó, lây khi tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm, bao gồm cả bắt tay, ôm hôn, tiếp xúc gián tiếp như là chạm tay vào các bề mặt nhiễm virus rồi đưa lên miệng, mắt, mũi của mình. COVID-19 cũng lây qua giọt bắn khi tiếp xúc gần dưới 2 mét với người nhiễm khi nói, ho hay hắt hơi, tạo ra các giọt có chứa virus bắn vào mắt, mũi, miệng hoặc hít phải các giọt này. Ngoài ra, COVID-19 cũng lây qua không khí trong môi trường kín, thông khí kém. Khi thực hiện chăm sóc y tế có tạo những hạt nhỏ chứa virus lan theo không khí và có thể gây nhiễm nếu như mình hít phải. Đáng lưu ý, hướng dẫn khuyến cáo, đối với gia đình có vật nuôi, người nhiễm không nên tiếp xúc với vật nuôi vì đã có bằng chứng cho thấy virus lây lan sang động vật. Người cùng nhà với người không nhiễm cũng không nên tiếp xúc gần với vật nuôi, không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình. Theo Bộ Y tế, người nhiễm COVID-19 có thể diễn biến nặng, nguy kịch và tử vong. Điều nguy hiểm là có nhiều trường hợp nhiễm không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, khỏi bệnh mà không cần điều trị nhưng lại là nguồn lây khó kiểm soát được. Những trường hợp nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, không có bệnh lý nền, có các đầy đủ các điều kiện về sức khỏe, điều kiện cách ly, có thể được theo dõi và chăm sóc tại nhà. Thưa quý vị, những ngày qua nhiều địa điểm ở Hà Nội phải cách ly y tế, vấn đề cung ứng thực phẩm để đảm bảo cuộc sống cho người dân là vô cùng cần thiết tại nhiều vùng, trong đó có khu dân cư đường Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, người dân được yêu cầu phải ở yên trong nhà. Việc này sẽ giúp sớm kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời cũng đặt ra một bài toán khó trong việc đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân trong vùng phong tỏa. Với sự chung sức đồng lòng của chính quyền và người dân, gần 20 ngày qua, chiến lược khóa chặt đông cứng đã phát huy được hiệu quả. Tấm biển này đã đặt ở đây 18 ngày qua. Những cánh cổng này đã đóng kín trong suốt thời gian ấy. Chỉ khi nào có sự xuất hiện của tình nguyện viên, người dân mới được ra cổng để nhận các nhu yếu phẩm chuyển vào. Khi thì là bó rau, khoanh giò, chai nước mắm. Khi thì dầu ăn, gạo, trứng hay mì tôm do phường cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ giữa lúc khó khăn. Trong khu trọ mà khi mà bị phong tỏa cách ly như này thì cái việc mà sinh hoạt hoặc là đi mà mua nhu yếu phẩm hoặc thức ăn hàng ngày thì nói chung là nó cũng rất là khó khăn với chúng tôi. Nhưng mà cũng được phường với lại cả các mạnh thường quân cũng quan tâm giúp đỡ ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến dãy trọ chúng tôi trong thời gian khó khăn này. Thì với cái số lượng hộ dân lớn, cơ bản là những người dân mà thuê trọ ở trên địa bàn phường, bao gồm là người lao động tự do ở các tỉnh về cũng như là các bạn sinh viên ở các tỉnh. Thì phường thì cũng luôn quan tâm, đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo cho bà con ở trong cái khu vực cách ly tập trung này. Những con hẻm vắng vẻ, gần 20 ngày qua chỉ có bóng dáng của những tình nguyện viên mặc trang phục bảo hộ. Đội tình nguyện hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân trong khu phong tỏa có cả thảy 5 người. Có người đang là sinh viên đại học, có cả những người là lao động thuê trọ. Công việc bị đình trệ do dịch bệnh. Vượt lên mọi khó khăn là tinh thần yêu thương, san sẻ với mọi người giữa lúc dịch bệnh hoành hành. Bản thân mình cũng có đầy đủ sức khỏe với cả không có đến những cái nơi mà đã từng nhiễm bệnh, cho nên là với cả biết là sức mình là sức thanh niên, cho nên là muốn đóng góp một cái gì đó cho xã hội nên quyết định tham gia vào đội tình nguyện. Chúng tôi đi nhận hàng từ thiện ở các nhà hảo tâm và từ phường đưa vào và đưa đi đến từng hộ gia đình, cũng như là mọi người có nhu cầu mua hàng ở bên ngoài thì chúng tôi cũng đã đưa hàng của họ mua đến các nhà. Tôi thấy là từ khi mà chúng tôi tham gia lực lượng tình nguyện thì đã hạn chế rất là nhiều các cái ca bệnh phát sinh thêm trong khu vực này. Khu vực phong tỏa này thì có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như mẹ đơn thân, lao động tự do hay là công nhân, thợ xây dựng. Đấy thì họ khi mà nhận được những cái đồ mà nhu yếu phẩm thì họ rất là cảm động, làm tôi thấy động lòng. Phường Vĩnh Tuy cũng cho biết để đảm bảo người dân trong khu phong tỏa không thiếu lương thực thực phẩm, ngoài nguồn nhu yếu phẩm tiếp tế của phường, của các mạnh thường quân,
còn một đội ngũ những người đi chợ hộ. Những người dân trong khu phong tỏa chỉ cần gọi điện, các bác, các cô trong hội phụ nữ, tổ COVID cộng đồng sẽ đến điểm cung ứng hàng hóa đặt trong trường trung học cơ sở Vĩnh Tuy để mua. Sau đó sẽ chuyển đến tay đội tình nguyện để đưa đến người dân. Khi mà có các cái thông tin, các cái cuộc điện thoại của bà con nhân dân ở trong cái khu vực phong tỏa nhờ mua, hỗ trợ về mua về cái nhu yếu phẩm thì các bác ở tổ, các nhóm COVID cộng đồng của tổ COVID của địa bàn dân cư sẽ phân công đi chợ. Dịch bệnh tràn đến, để giảm thiểu nguy cơ lây lan thì người phải cách ly với người, nhà cách ly với nhà. Xa nhau về khoảng cách nhưng tình yêu thương, sự sẻ chia đã kéo họ lại gần nhau hơn giữa những ngày dịch bệnh. Cũng nhờ đó mà sự thiếu thốn được bù đắp, những khó khăn cũng vơi bớt đi. Dịch bệnh tràn đến là điều không ai muốn. Nhưng muốn vượt qua được dịch bệnh, rất cần sự chung sức, đồng lòng của mọi người, mọi lực lượng. Ai ở đâu, ở yên đó, chỉ có thể thành công khi chính quyền cơ sở thực sự gần dân, sát dân, hiểu những gì dân cần và trở thành chỗ dựa vững chắc để người dân yên tâm chống dịch. Sau khi chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều người tiêu dùng cũng cẩn trọng hơn khi tới những địa điểm mua sắm đông người như siêu thị, chợ dân sinh hay các cửa hàng thực phẩm. Từ thực tế đó, mô hình đi chợ hộ đã được chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai theo nhiều cách thức khác nhau để phù hợp với đặc thù từng khu vực. Gần một tháng nay, bà Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ phường Bạch Mai thường phải dậy sớm hơn mọi ngày để ra soát, thống kê lại các đơn hàng nhờ đi chợ hộ hàng ngày, để kịp thời mua và giao thực phẩm đến cho người dân. Trung bình mỗi ngày, Hội Phụ Nữ phường Bạch Mai, đơn vị cầu nối thực hiện mô hình thực hiện khoảng 100 đơn. Cái nhu cầu của người dân đi chợ nó nhiều lắm, thế mà cái phiếu phát đi chợ thì không đủ. Thế thì xuất phát từ tình hình thực tế đấy thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường cũng giao cho phụ nữ chúng tôi là tạo điều kiện tìm những điểm bán hàng để phục vụ nhân dân ở trong địa bàn dân cư phường Bạch Mai. Thì báo cáo các đồng chí là cái điều đó tôi thấy rất là thiết thực. Trước đây cô hay là đi chợ, một là Bách Khoa, hai là ở chỗ Ngoán Hòa Lợn, ba là ở chợ Găng. Mới cảm thiếu cái gì là cô chạy ra siêu thị. Nhưng mà bây giờ thì là cô thấy đi như thế không an toàn lắm. Thì là hội phụ nữ phường đã giúp đỡ cô đi chợ hộ lại, cô rất là cảm ơn và rất là yên tâm để phòng chống dịch ở nhà. Các đơn hàng nhờ đi chợ của người dân đều được tập trung về đầu mối là chị Thùy Sinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bạch Mai. Sau khi rà soát, các đơn hàng sẽ được chuyển tiếp đến các chi hội trực thuộc để phân công cán bộ hội viên thực hiện. Để người dân có thể dễ dàng liên lạc, trước đó, hội đã phát các tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 kèm theo số điện thoại, địa chỉ nhóm Zalo cần liên hệ để đặt hàng đi chợ hộ. Cũng nói chuyện với nhau rằng là nhiều lúc cũng rất là sợ. Thế nhưng mà rồi nói chuyện với nhau rằng là nếu như mình sợ thì sẽ ai làm, ai sẽ làm cái công việc này. Các chị em cũng động viên nhau là thôi chúng ta cùng cố gắng để đẩy lùi cái dịch bệnh, làm thế nào mà phục vụ nhân dân tốt nhất. Hiện nay có 50 hội viên phụ nữ tham gia đi chợ hộ ở phường Bạch Mai. Các khâu giao nhận hàng đều được hạn chế tiếp xúc tối đa. Hàng hóa được sát khuẩn, người dân thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Việc đi chợ hộ thực sự đang góp phần giảm tải, giảm tụ tập đông người tại các điểm mua bán ở chợ truyền thống và siêu thị, góp phần nâng cao hiệu quả giãn cách xã hội và đặc biệt là việc ai ở đâu, ở yên đó. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật ngày hôm nay của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.